Các bạn có biết tại sao hôm nay mình mặc đồ rất là bảnh không? Tại vì hôm nay mình với tư cách là phù thủy tình yêu, vật thầy tán gái, kẻ đánh cắp trái tim, hoàng tử công cộng sẽ hướng dẫn anh em một cái kỹ thuật gây ấn tượng rất là mạnh với người đối diện, đặc biệt là crush của các bạn. Thì cái kỹ thuật này nó có tên là Double Chat. Tại sao mình lại nói cái kỹ thuật này nó gây được cái ấn tượng mạnh? Thứ nhất đó là vì nó liên tục. Và cái thứ hai đó là cái tỷ lệ thành công nó cao. Thường thì mọi người, đặc biệt là những người không có chơi, thì người ta sẽ thích xem một cái gì đó liên tục. Ghê chưa, tao tập cái này một tháng đó con. Cũng hay á. Mà có ăn vậy thôi hả? Này à, gớt rồi kìa anh trai à, có cần lụm giùm không vậy? Để làm được cái kỹ thuật này, đầu tiên là các bạn cần phải biết tới cái thực trạng. Chat nó là một cái kỹ thuật căn bản mà bạn nào mới chơi thì cũng biết rồi, còn bạn nào chưa biết thì bây giờ các bạn biết. Chúng ta sẽ co duỗi liên tục hai cái ngón áp út và cái ngón giữa để cho cái cây bút nó có thể chuyển động tròn tại chỗ theo chiều kim đồng hồ như thế này. Mới tập thì các bạn cứ co duỗi từ từ thôi theo cái chuyển động mà mình đang làm. Đó. Và chúng ta sẽ tăng tốc dần lên. Mình sẽ nói kỹ cái điều này ở trong cái video hướng dẫn kỹ thuật chat mà mình để link ở bên dưới. Tuy nhiên là mình lưu ý là cái video này nó cũng hơi cũ rồi, cho nên là cái chất lượng nó không được cao. Và trong tương lai thì mình sẽ làm một cái video mới nó 60fps và nó có độ nét cao hơn. Sau khi chat nhẹ lên một cái thì chúng ta sẽ hơi co cái ngón trỏ lại và đưa cái đầu bút lên cái vị trí của cái ngón trỏ. Sau đó là thẳng cái ngón trỏ ra để chuyển cái cây bút từ ở dưới ngón áp út và ngón giữa lên trên ngón trỏ và ngón giữa. Sau khi đã chuyển cây bút lên trên ngón trỏ và ngón giữa rồi thì các bạn sẽ co cái ngón áp út lại và các bạn chú ý cái động tác tay của mình. Các bạn sẽ nhích cái ngón trỏ từ từ về phía trước và khi các bạn nhích như vậy thì cái cây bút nó sẽ nghiêng nghiêng dần qua. Sau đó các bạn sẽ thẳng cái ngón áp út lên và đưa cái cây bút xuống lại cái ngón áp út và ngón giữa. Lặp lại tất cả những cái động tác vừa rồi, chúng ta sẽ có chạc nhẹ lên. Co cái ngón trỏ lại, đưa cái đầu bút lên vị trí của ngón trỏ, duỗi thẳng ngón trỏ ra. Nhích từ từ ngón trỏ về phía trước, co cái ngón áp út lại. Đưa cái cây bút xuống vị trí ngón áp út và ngón giữa. Thả ngón trỏ ra, thẳng ngón áp út lên. Lặp lại tất cả những cái vừa rồi, một cách từ từ. Và tăng tốc độ dần lên. Tăng dần lên, tăng tốc tối đa. Đó, khét lẹt luôn. Anh em có biết tại sao mình biết cái kỹ thuật này nó hiệu quả không? Tại vì mình đã từng áp dụng và thành công. Đó là một cái câu chuyện hồi năm lớp 7 của mình. Đó là trong lớp thì chỉ có mình với lại thằng bạn của mình chơi cái trò này thôi. Thì thằng bạn mình nó tập trước và nó đã làm được combo, còn mình thì mới chỉ làm được có mấy cái trick linh tinh vớ vẩn. Mình với nó thì hay đi mod vlog quay, nó thì quay combo, còn mình thì quay cái trick này thì mình nghĩ đơn giản là mình rành cái nào thì mình quay cái đó thì nó sẽ chắc ăn hơn. Và rất là hề là đa số mấy đứa trong lớp chỉ chú ý tới cái trick của mình mà không có để ý tới cái combo của nó. Tại vì đơn giản là cái trick mình nó liên tục và nó không có bị rớt như là cái combo kia. Một số đứa còn kêu thằng bạn là nên tập theo thằng Quy và nghe rất là đắng lòng giùm. Tại vì một cái thằng mà nó combo được lại bị kêu là nên tập theo cái thằng, thậm chí nó làm được một cái linkage cho nó ra hồn. Thì đó là một cái câu chuyện mình kể vui với các bạn vậy thôi. Chủ yếu là mình muốn chia sẻ cái kỹ thuật này vì nó đơn giản mà đem lại cái hiệu quả cao. Và các bạn có thể dùng để tập cho cái tay nó dẻo hơn. Hiện tại thì kênh mình đang bị giảm tương tác khá là mạnh, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới việc YouTube đề xuất những cái video của mình cho nhiều người xem hơn. Cho nên là nếu các bạn cảm thấy video này hay bổ ích thì nhớ để lại cho mình một cái like, subscribe kênh của mình và share clip này cho bạn bè các bạn. Một cái like thì nó cũng giống như là một cái lời cảm ơn. Mình làm những cái video thực sự là nó rất là mất thời gian, cho nên là mình cũng muốn nhận được một thứ gì đó. Nó không có quá lớn lao nhưng mà nó cũng làm cho mình cảm thấy là vui hơn. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.